Đây là chương trình học từ ngữ căn bản tiếng Pháp trình độ B1 và chương trình này được soạn theo sách có đề tựa là Vocabulaire essentiel du français BA. Bài học số 2 nói về các đặc tính về mặt tinh thần của con người, les caractéristiques morales. Và trong phần thứ ba của bài này, chúng ta sẽ học một số các từ ngữ về tính cách của một con người. Les traits de caractère. Danh từ un trait có thể có nghĩa thứ nhất là một cái gạch ở trên một cái tờ giấy hay trên một cái chữ nào. Un trait có nghĩa thứ hai là một cái nét để diễn tả. Đây là những cái nét diễn tả một cái tính cách của một con người. Certaines personnes sont faciles à vivre. Một số người thì rất là dễ sống. D'autres, au contraire, sont difficiles. Hoặc là compliqué, một số người khác thì ngược lại rất là khó sống hoặc là phức tạp. Elles n'aiment rien et ne veulent rien faire. Elles, đây là những người này, không phải là danh từ, đây là danh từ feminine, nhưng không phải là nói về các bà, các cô, mà nói về cái danh từ là person. Một số người khác thì ngược lại khó sống và rất là phức tạp. Họ không thích gì cả và không muốn làm gì cả. Certaines personnes sont sensibles ou facilement émues. Một số người thì tỏ ra nhạy cảm. Đây là một cái tính từ. Tính từ có nghĩa là nhạy cảm hoặc là dễ dàng cảm động. Émue là participe passé của động từ émouvoir. Émouvoir là làm cho ai cảm động. Émue là participe passé của động từ émouvoir. Émouvoir là verb transitif direct, làm cho ai cảm động. Ému là được cảm động, bị cảm động. Có một số người thì rất là nhạy cảm, họ rất dễ bị cảm động, tức là bị cái chuyện gì khác, bởi cái câu chuyện hay một cái lời nói làm cho mình cảm động. Elle pleure facilement en voyant des choses tristes. Những người này khóc một cách dễ dàng khi nhìn thấy những cái chuyện buồn. D'autres ne ressentent rien. Động từ ressentir là cảm thấy. Một số người khác thì cảm thấy gì cả. Et restent indifférentes. Và cứ luôn luôn giữ ra một cái trạng thái là thờ ơ, lãnh đạm. Động từ rester ở đây có nghĩa là giữ một cái trạng thái không thay đổi. Một số người thì không cảm thấy gì hết và cứ lãnh đạm, thờ ơ, vô cảm, không cảm thấy gì cả. En sont durs. Những người này thì tỏ ra là cứng rắn hoặc là insensible, không có cảm thấy gì hết, không có nhạy cảm. Động từ ressentir là verb transitive direct, chúng ta phát âm là ressentir, có nghĩa là cảm thấy. Còn tính từ indifférent hoặc là indifférent từ feminine có nghĩa là thờ ơ, lãnh đạm. Một số người thì tỏ ra không cảm thấy gì hết và luôn luôn giữ cái thái độ là thờ ơ, lãnh đạm. Những người này thì có tính cách rất là cứng rắn, không có nhạy cảm. Certains détestent aller à des soirées ou des cocktails car ils sont timides. Một số người thì rất là ghét đi tới những cái buổi dạ hội buổi tối hoặc những cái buổi liên hoan ăn uống bởi vì họ hơi nhút nhát, timid. Ils ont du mal à parler à des gens qu'ils ne connaissent pas. Avoir du mal à, khó lòng, gặp khó khăn, họ không thể nói chuyện với những người mà họ không biết. Ils sont parfois embêtés, ils sont parfois ennuyés. Parce qu'ils ne savent pas de quoi parler. Đôi khi, parfois là đôi khi, họ cảm ra thấy bực bội, khó chịu. Hai cái tính từ này giống nhau. Ennuyé cũng vậy. Tỏ ra bực bội, khó chịu bởi vì họ không biết nói gì cả. Động từ parler de, không biết nói về chuyện gì. Khi đứng trước người lạ thì không biết nói cái gì bởi vì họ rất là nhút nhát. Parler de quelqu'un hoặc là parler de quelque chose. D'autres sont maladroits. Một số người khác thì tỏ ra vụng về. Adroit là khéo léo, maladroit là vụng về. Ils font tomber des objets parce qu'ils sont discrets. Họ làm rơi những cái đồ vật, những cái đồ đạc bởi vì họ bị chi trí, họ lãng trí, tức là ils ne font pas attention, họ không có chú ý. Dans la vie, il vaut mieux être raisonnable et sage. On ne peut pas tout posséder. Ở trong cuộc sống thì chúng ta nên tỏ ra là biết điều và tỏ ra là khôn ngoan bởi vì chúng ta không có thể chiếm hữu tất cả mọi thứ. In vô mưa
là tốt hơn là tính từ raisonnable là có lý, hợp tình, hợp lý. Sage đối với trẻ em thì là ngoan, đối với người lớn là khôn ngoan. Trong cuộc sống chúng ta nên tỏ ra biết điều, nên tỏ ra hợp tình, hợp lý và nên tỏ ra khôn ngoan. Hai chấm là bởi vì, để mà giải thích, bởi vì người ta hoặc là chúng ta cũng được, bởi vì chúng ta không thể nào chiếm hữu được tất cả. Il faut donc bien réfléchir avant de faire des choix importants, même si parfois on a envie d'être fou et d'acheter une grande maison ou un bateau par exemple. Như vậy, đúng là vậy thì chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi làm những cái lựa chọn, có những cái lựa chọn quan trọng. Và đôi khi ngay cả chúng ta muốn làm một cái điều gì điên khùng, avoir envie de, đôi khi chúng ta muốn tỏ ra điên khùng, tức là chúng ta muốn có một cái hành động gì mà nó không có bình thường, hoặc là muốn mua một ngôi nhà thật là lớn, hoặc là ngay cả mua một cái tàu, con tàu thủy, ví dụ như vậy. Certains traits de caractère sont importants dans une profession. Trong một cái nghề nghiệp thì đôi khi có một số các cái nét về tính tình rất là quan trọng. Par exemple, ví dụ như là quand on est journaliste, khi chúng ta là nhà báo, il faut être tolérant et ouvert. Tolérant là tỏ ra có cái thái độ là chịu đựng, và ouvert là cởi mở. Même si on n'est pas d'accord avec eux, on doit respecter l'opinion des gens qu'on interroge. Ngay cả khi chúng ta không đồng tình với những cái người này, bởi vì chúng ta luôn luôn phải tỏ ra tôn trọng ý kiến của những người mà chúng ta đang phỏng vấn. Một nhà báo thì đi phỏng vấn những người khác, interroge là hỏi, để chúng ta dịch là phỏng vấn. Một nhà báo thì thường đi phỏng vấn những người khác, thì đôi khi ý kiến của những người mà chúng ta phỏng vấn khác với ý kiến của mình, chúng ta không đồng thuận với họ, chúng ta cũng phải tôn trọng. On doit respecter l'opinion, ý kiến des gens qu'on interroge. Ceux qui ne supportent pas les différences, qui ne sont pas respectueux de la vie des autres, ne doivent pas faire ce métier. Những ai mà không thể chịu đựng được những sự khác biệt, những ai mà không tỏ ra tôn trọng ý kiến của người khác, thì những người đó không nên làm cái nghề này. Động từ devoir là phải, nói lên một cái sự bắt buộc, obligation, nhưng mà đi trở thành phủ định thì chúng ta dịch là không được. Devoir là phải, ne pas devoir là không được. Những người nào mà không chịu đựng được những cái sự khác biệt, những người nào mà không có cái sự tôn trọng ý kiến của kẻ khác thì không được làm cái nghề này. Và chúng ta đọc lại cái đoạn này. Certains traits de caractère sont importants dans une profession. Par exemple, quand on est journaliste, il faut être tolérant ou ouvert. Même si on n'est pas d'accord avec eux, on doit respecter l'opinion des gens qu'on interroge. Ceux qui ne supportent pas les différences, qui ne sont pas respectueux de la vie des autres, ne doivent pas faire ce métier. Ở đây chúng ta thấy có cái danh từ opinion, chúng ta dịch là ý kiến. Ở đây là la vie, chúng ta cũng dịch là ý kiến. Hai danh từ này có ý nghĩa tương đồng nhau. Người ta phải tôn trọng ý kiến của những người mà chúng ta phỏng vấn. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến của những người khác. Hai danh từ này giống nhau. Les mauvais résultats scolaires de Mathieu surprennent son père. Il est surpris. Động từ surprendre có nghĩa là làm cho ai ngạc nhiên. Đây là động từ transitif direct. Surprendre. Động từ surprendre có participe passé là surpris. Như vậy là những cái kết quả xấu, kết quả không hay ở trong trường học, scolaire là tính từ của école, là những kết quả ở trường học mà bị không được điểm tốt của Mathieu làm cho ba nó ngạc nhiên. Il est surpris. Và chúng ta lấy participe passé surpris. Ông ta ngạc nhiên. Cependant, tuy nhiên, il est compréhensif. Compréhensif là tính từ, nói lên sự thông cảm. Et il n'est pas fâché. Và ông ta không có giận dữ. Il n'est pas fâché tương đương với là il n'est pas en colère. Ông ta không có giận dữ. Hai chấm là để giải thích. C'est la première fois que ça arrive. Đây là lần đầu tiên xảy ra như vậy. Lần đầu tiên Mathieu mang điểm xấu ở trường về, và bố
của nó thì tỏ ra thông cảm và không có giận, bởi vì đây là lần đầu tiên. Quand on doit passer un examen, il est important d'avoir confiance en soi. Khi người ta đi thi, động từ passer đi với các cái danh từ nói về cực thi tuyển. Bất cứ thi cái gì chúng ta cũng dùng động từ passer, kể cả thi lái xe, thi viết, thi ở nhà trường. Khi người ta đi thi thì điều quan trọng là phải có sự tự tin nơi chính mình. Avoir confiance en soi, tức là il est important de croire en ses chances. Chúng ta phải điều quan trọng là phải tin nơi các cái cơ may, các cái điều may mắn của mình. Au contraire, si on doute de soi, on fait parfois des erreurs. Động từ douter đi với giấy từ de, nghi ngờ, ngờ vực. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta ngờ vực về chính bản thân mình, thì đôi khi người ta sẽ phạm những sai lầm. La mère de la petite Julie est fière d'elle. Tính từ fière, fière là tính từ nói về sự hãnh diện. Hãnh diện về ai? Thì chúng ta dùng giấy từ de. Mẹ của cô bé Julie thì rất là hãnh diện với cô ta. Hai chấm để giải thích. Elle est contente de sa réussite en sport. Bà ta rất là hài lòng về cái thành công của con bé con mình ở trong môn thể thao. Ses copines l'admirent. Các bạn gái của nó thì ngưỡng mộ nó. Có cái hai chấm là để giải thích. Elle voudrait pouvoir être comme elle. Những con bé bạn thì cũng muốn được trở thành giống như con bé Julie. Félix est un petit chat très affectueux. Tính từ affectueux là nói lên là nó có một cái sự trìu mến, có một cái tình cảm thương mến. Félix là một con mèo nhỏ, nó rất là có tình cảm yêu mến. Hai chấm là để giải thích. Il adore dormir avec les enfants. Nó rất là thích ngủ với các cái đứa trẻ. Như vậy nó có cái tâm tình, nó rất là quý mến trẻ em. Il est aussi très curieux. Curieux là tính từ có hai mặt. Nếu mà chúng ta mang nghĩa tích cực thì là có tính hiếu kỳ. Nếu chúng ta nói về cái nghĩa tiêu cực thì là có cái tính tò mò. Tò mò là một cái điều không tốt, nhưng mà hiếu kỳ thì là một cái điều tốt. À, khi làm khoa học chúng ta phải có tính hiếu kỳ, chúng ta thắc mắc, đặt ra các câu hỏi tại sao, thì đó là ý nghĩa tích cực. Nhưng mà nếu chúng ta tò mò về những cái chuyện mà chúng ta không cần biết thì đó là một cái tính xấu. Il est aussi très curieux. Con mèo thì nó mang cái nghĩa là chắc cũng không tốt lắm, nó luôn luôn là tọc mạch, tò mò. Hai chấm để giải thích. Il aime mettre sa tête dans les sacs de course. Sacs de course là những cái túi đi chợ về, đi mua thức ăn về. Người ta đi chợ mua thức ăn về thì nó luôn luôn thích thò cái đầu vào trong những cái túi đồ ăn. Còn tinha riêng của lui, il est déçu. Khi mà không có gì cho nó cả thì nó cảm thấy thất vọng. Tức là il voulait manger des choses, nó muốn ăn nhưng bây giờ không có gì cho nó ăn. Toàn là những cái củ, những cái lá nó không thích ăn thì nó cảm thấy thất vọng. Il est déçu. Déçu là participe passé của động từ décevoir. Décevoir là verbe transitif direct, có ý nghĩa là làm cho ai thất vọng. Décevoir có nghĩa là làm cho ai thất vọng, và participe passé của nó là déçu. Chúng ta bị cái chuyện gì đó làm cho thất vọng, tức là mình thất vọng. Khi con mèo nó thấy không có gì ăn hết, il voulait manger des choses, khi nó thò cái đầu nó vào trong các cái túi đồ ăn, nó không có gì để ăn hết thì nó thất vọng. Il faut faire attention si on laisse un poisson sur la table. Khi người ta, nếu người ta để một con cá ở trên bàn thì phải cẩn thận. Il est discret et il essaie de se rapprocher doucement. Discret là kín đáo, người ta không nhận ra, on ne voit pas. Discret là kín đáo, mọi người không thấy, và nó cố gắng, nó tìm cách để tới gần một cách từ từ nhẹ nhàng. Doucement là adverb và xuất phát từ tính từ du, và đây là đi một cách nhẹ nhàng tới. Động từ essayer đi với giấy từ de, nó tìm cách, nó cố gắng tới gần một cách nhẹ nhẹ. Le soir, il est toujours excité. Excité là hăng hái, là phấn khích. Buổi chiều tới thì con mèo nó tỏ ra là hăng hái. Il saute sur le canapé. Nó nhảy lên cái ghế salon et court dans toute la famille, và chạy khắp
cả nhà, bởi vì con mèo ban ngày thì nó ngủ, buổi tối thì nó hoạt động. Le soir, il là con mèo, il est toujours excité, il saute sur le canapé et court dans toute la maison, và nó chạy khắp cả nhà. Sau đây là một số câu dùng để giao tiếp, và trong những câu này chúng ta thấy có những cái tính từ chỉ về tính cách của con người. Câu thứ nhất, d'après vous, quelles sont vos principales qualités? Theo ý bạn, những phẩm chất chính của bạn là gì? Người ta đang hỏi về mình đó. Chúng ta có những phẩm chính là gì? Je pense être plutôt tolérante et assez sociable. Như vậy, cái người trả lời là một người phái nữ, bởi vì chúng ta thấy tính từ tolérant thì có ơ phía đằng sau, chúng ta phát âm là tolérante. Tôi nghĩ là tôi là người khá có cái tính chịu đựng và khá là hòa đồng với mọi người. Pourriez-vous me citer vos principaux défauts? Bạn có thể kể cho tôi nghe những cái khuyết điểm chính của bạn hay không? Eh bien, je suis un peu désordonné et un petit peu pessimiste. Tôi thì là một người hơi hơi mất trật tự trong cuộc sống và tôi cũng hơi hơi bi quan. Ở đây chúng ta để ý tính từ principal. Principal là chính yếu. Principal có nghĩa là chính. Tính từ principal masculine singulier và tính từ principal feminine singulier. Nhưng khi đổi qua số nhiều thì principal biến thành principal dùng cho giống đực. Trong khi giống cái thì cũng là principal và chúng ta thêm S. Principal, 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 principal. Comment est la nouvelle prof? Prof là viết tắt của professor. Cô giáo mới thì như thế nào? Trả lời, elle est discrète comme tout. Cô ta luôn luôn là lơ đễnh, lãng trí. Discrète, discrète, cô ta luôn luôn lãng trí. Elle oublie toujours ses affaires dans la classe. Après là đồ tư trang, những cái gì riêng của cô ta mang tới, chẳng hạn là ví sắc, áo mưa, mấy những cái đồ cô ta mang tới gọi là les affaires. Cô ta luôn luôn quên những cái đồ tư trang của cô ta trong lớp. Il a l'air sympa, le nouveau collègue. Collègue là bạn đồng nghiệp phái nam. Cái ông đồng nghiệp mới thì có vẻ như là thân thiện. Sympa là tốt, là tử tế, là thân thiện. Oui, il est plutôt dynamique. Dynamique là tính từ, nói lên cái sự năng động. Đúng rồi, người ấy rất là năng động. Elle est super ta copine. Copine là bạn gái. Bạn gái của bạn thật là tuyệt vời. Oui, c'est quelqu'un de très souriant. Đó là một người luôn luôn tươi cười. Và chúng ta để ý, quelqu'un de, chúng ta phải để giới từ de vào. Một người rất là tươi cười. Phía sau là tính từ, thì đứng trước nó phải có giới từ de. C'est quelqu'un de très souriant. C'est quelqu'un de très souriant. Souriant là tính từ. Và sau đó chúng ta phải, trước đó chúng ta phải dùng giới từ de. Đó là một người luôn luôn tươi cười. Quelqu'un de. Và chúng ta để ý, de này là một cái cấu trúc bắt buộc phải để. Cũng giống như là nói về đồ vật. C'est quelque chose de pas cher. Tôi muốn mua một cái gì mà không mắc lắm. Chúng ta đi vào cửa hàng, chúng ta lưỡng lự trước các cái món hàng. Rồi người bán hàng hỏi bạn muốn tìm cái gì. Tôi muốn tìm một cái gì mà nó không quá mắc. Quelque chose de pas cher. Pas cher là tính từ. Cũng giống như Surian ở bên trên. Và đi với quelque hoặc là đi với quelque chose, chúng ta cũng phải để giới từ de.